chào mọi người, lại là Trương Nguyễn đây. Thì cái tuần vừa rồi á là mẹ mình bị bệnh cho nên là mình không có lên video, hình như là chắc là một tuần hay sao á. Mình không có lên video được. Xong cái dạo này mẹ mình đỡ rồi, với lại cha mình á là đi đi gọi là chăm sóc cho ngoại bệnh viện xong rồi, thì cha mình hôm nay cũng đã về. Thế là mình bàn giao người yêu của cha lại cho cha. Và sau đó thì cái phòng của mình có chút thay đổi, đó chính là đó, mọi người có thấy cái tủ lạnh không? Mình đã chơm cái tủ lạnh ở dưới tầng trệt lên, thì cái công đoạn như thế nào thì có gì mình cho mọi người coi nha. Ok, thì sau cái công đoạn đó rồi á, bây giờ là 9 giờ. Hôm nay mình sẽ quay cho mọi người xem là cuộc sống trên phòng mình nó sẽ như thế nào. Tại vì lâu lắm rồi mình không lên phòng mình, từ lúc mà mẹ mình bệnh á, là chắc cũng lâu rồi á, cũng gần tháng trời á, hơn, không biết là tháng hay hơn nữa, nhưng mà mình không có được ngồi trên phòng của mình. Cho nên là bây giờ mình sẽ quay một cái clip, cái cửa nhíp ở trên phòng của mình như thế nào. Tại vì giờ có cái tủ lạnh rồi đó, xong cái cũng không có đồ ăn gì nhiều đâu, không có đồ ăn luôn á, chứ không phải là không có gì nhiều nữa, nhưng mà kệ đi, có thể sống qua ngày được. Thì mình sẽ ở trên đây cho mọi người xem, mình sẽ quay lại tất cả mọi thứ cho mọi người xem. Mình sẽ làm nói chung là chấm thì mọi người cứ xem đi rồi mọi người biết hen. Còn bây giờ thì mình đi skin care đây để chuẩn bị lên giường nằm, tại vì mình mới tắm rồi. Vô. Mình dưỡng da mặt của mình cũng đã gọi là cái bước skin care đêm, cái bước skin care cuối ngày của mình cũng đã xong, và mình cũng đã skin care cho cái giường của mình. Ok, và bây giờ là mình phải chạy deadline, và bây giờ mình sẽ set up cái chỗ để học tập của mình. Ok, và đây là cái không gian riêng buổi tối của mình, và nó cũng có thể được coi là một cái quán cà phê mini của riêng mình, tại vì mình thấy nó giống quán cà phê thiệt cả nhà, đèn đuốc đồ này nọ trang trí rồi ha. Nhưng mà quán cà phê chill này sẽ cho mình một cái không gian yên tĩnh để mình có thể làm bài. Bây giờ thì mình sẽ bắt tay vô làm bài thôi. Ok, sau khi nãy giờ chơi cũng có, học cũng có, quậy cũng có, mà trầm tĩnh cũng có, thì mình đã rất là buồn ngủ rồi, mình muốn xỉu.
á. Nói chung là mình rất là buồn ngủ rồi, mình ngáp rất nhiều, mắt mình muốn sụp xuống rồi. Cho nên là bây giờ mình sẽ đi ngủ đây. Bye bye và hẹn gặp lại mọi người vào sáng ngày hôm sau. Ok, bây giờ mình chuẩn bị hành trang để mình đi mua đồ ăn sáng cho ngoại với mẹ với Minh hay Diệp Phi với cha mình. Không có mình nha, tại vì mình ở nhà mình không có bánh bao. Nếu là một chó. Tại vì cũng gần nhà cho nên là mình sẽ đi bằng xe máy. Sao nhưng mà kệ đi, đeo khẩu trang có con nó đòi đi theo nhưng mà nó không dám bước chân lên chiếc xe đâu cả nhà. Rồi bây giờ mình đi thôi. À quên tắt đèn. Và thế là cũng đã tới cái chỗ cơm tấm rồi nè. Cơm tấm ở đây bị ngon và mình đã kêu 4 hộp tím dê. Mình mới vừa quét nhà, lau nhà xong này cả nhà. Đó, nói chung là mình mới dọn bếp với lại dưới đây xong hết rồi. Bây giờ là tới cái phần mình sẽ đi tưới cây. Và bây giờ mình sẽ cho mọi người xem mình tưới cái vườn cây của mình nha. Ok, và đúng như mình dự đoán là mẹ mình không có ăn hết cái tô bún đó. Cho nên là cha mình đã ăn. Còn bây giờ thì mình sẽ hưởng cái bịch cơm tấm của cha mình. Nhưng mà điều đầu tiên là mình phải vô nước hai cái bình này trước đã. Mới có nước để hồi nữa mình đi học mình uống. Thì thiệt ra là mình chưa tới giờ học cho nên mình sẽ ngồi mình coi phim và mình uống nước một xíu rồi xong lát nữa mình ăn sáng sau. Cái nước mà sáng mình pha cả nhà. Cái này cũng là kiểu dinh dưỡng đó, nó đủ cho một bữa ăn rồi cho nên là cái cơm này có thể là mình sẽ để tới trưa mình mới ăn, tại vì chưa chan nước mắm cho nên mình không có sợ. Ok, và bây giờ mình sẽ vô. Vì cái sự chờ đợi của mình có giới hạn, thế là mình đã lấy ra mình vừa học và mình vừa ăn luôn. Nhưng mà nó thực sự rất là ngon luôn á mọi người, really ngon luôn á. Tới cái lúc mà mình học xong là mình được bao ăn pizza nữa nè, mà tới tận 2 cái pizza size lớn luôn nha cả nhà. Giờ coi lại mà thèm cái viền phô mai ghê luôn á. Xong rồi ba chị em mình còn đựng cái coca ở trong cái này. Không hiểu luôn, thiệt sự là không hiểu. Minh thì nó còn bó tay với mình mà. Ok, thì mình mới vừa nhận đơn hàng của Shopee. Đó chính là 2 con bướm này thì mình sẽ trang trí cái tủ lạnh của mình. Và cái con mén đó thì kệ nó đi hen. Rồi bây giờ thì mình đi làm thôi. Và sau đó thì không có sau đó nữa, mình đã làm xong rồi. Vì buổi trưa nóng quá thế là mình đã ăn một cây kem. Nói cây kem vậy thôi chứ nó như đá bào vậy cả nhà, nhưng mà nó hơi ngọt. Nhưng mà thôi kệ, cũng có cái để giải khát đêm trưa. Ủa giải khát buổi trưa chứ đêm trưa gì trời ưu dạ. Nhưng mà thực ra là mình ăn tới tận 2 cây chứ không phải là 1 cây. Cái vị của cái cây này á, nó chua chua, ngọt ngọt. Mà kiểu mọi người nuốt xuống á, nó hơi cắt cái cần cổ. Cho nên là
mình là một người không thích ngọt cho nên mình không có thích cái cây này cho lắm. Còn các bạn nào mà thích ngọt á thì chắc mọi người thích cái cây này. Nước xuống nó gắt cổ lắm, nhưng mà nó mát, cho nên là cứ ăn thôi. Ta sẽ làm mọi thứ để có được ma thuộc đơn. Sau đó thì mẹ mình đặt cái bánh mì bông cúc này cả nhà, hơi bị xuất sắc mà còn rẻ nữa. Ok mọi người ơi, thì mình đã lỡ ngủ luôn tới 6 giờ. Xong rồi mọi người cũng thấy đó là mình đã tắm rửa, rồi skin care, rồi ăn chiều, rồi các thứ rồi hết rồi. Bây giờ thì chắc mình sẽ làm một cái bước cuối cùng, đó chính là mình xem phim buổi đêm, xong rồi mình sẽ đi ngủ. Và như vậy thì cũng đã kết thúc một video clip nữa của mình rồi. Cảm ơn mọi người đã xem hết video clip và theo dõi mình tới tận bây giờ. Còn bây giờ thì mình phải đi ngủ đây và hẹn gặp lại mọi người ở video clip mới nha. Bye bye.